Nhà hôm nay em giới thiệu với các bác. Đấy, hôm nay em lên nhà bác tôi, Nhất và Díu nhá. Đây, hôm nay anh em chế món cá nhảy của Tây Bắc ấy thì chưa ăn thua. Cá nhảy Tây Bắc lá sống, còn đây là cá nhảy trong chảo mỡ nhá. Đấy, hôm nay sẽ chế biến cái món này. Món này là món đây là các con cá chép này, cá chép con, toàn cá chép ruộng luôn. Đấy, cá này là cá vừa, nó chỉ to bằng khoảng tầm một ngón tay cái thôi, con bé hơn. Bây giờ là chuẩn bị đưa lên nồi chiên. Đấy nha, mỡ thật nhiều. Đây, vào đây. Đấy, đây nha, đây là một rổ cá này. Đấy, mỡ bắt đầu ra rồi. Nay khi đẩy cái này, đấy, thấy không? Đấy, ui giời, nhảy dám ăn. Rồi, ok. Đấy, thế là vào chảo xong. Tôi vào đấy, con nào vào đây là tưng. Đấy, một lúc nó chiên giòn, thấy không? Đây là cá nhảy của Sĩ Mần nhá. Cá chép ruộng, cá nhảy của Sĩ Mần nhá. Ok. À, nó lên đĩa mời các bác. Đấy, bây giờ là nó nổ chuẩn bị. À, đứng bên cạnh là đồng chí hãy chuyên cá nhảy nhá. Chuyên cá nhảy. Đây là cái mẻ thứ hai nhá, đây một xô luôn. Đấy, vừa đi bắt ở ruộng lên nhá. Cá mật là mùa Tết đấy. Bây giờ rơi vào tháng 5. Đấy, đây là một mẻ là đang chiên này. Mẻ này là để ăn sống nhá. Đấy, ok. Đấy, lên đĩa rồi nhá. Bây giờ là mời các bác nhá. À, có cả người đẹp luôn đấy, các người đẹp rồi thấy không? Úi giời, mày ăn cá nhảy, những người đẹp này ăn cá nhảy này. Đấy, nhá. Cá này là cá nhảy nhá, cá nhảy của bạn Díu Simon Hà Giang.